từ một gia đình nghèo, nhưng với tính hiếu học, anh Phan Kim Khánh, 27 tuổi, đã vượt qua nhiều khó khăn để vào Đại học Thái Nguyên theo học khoa quan hệ quốc tế. Anh tích cực tham gia các hoạt động sinh viên và đã được bạn bè tin tưởng bầu làm chủ tịch hội sinh viên của trường đại học. Năm 2015, anh nhận được học bổng của chương trình thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vừa đi học, anh vừa đi làm cho một công ty phần mềm. Tuy bận rộn với việc học, việc làm, anh vẫn dành thời gian tìm hiểu, xem đâu là những vấn đề tồn đọng khiến Việt Nam không thể trở thành một đất nước phát triển. Anh chia sẻ những suy nghĩ của mình về tệ nạn tham nhũng, chính trị, kinh tế, môi trường, xã hội của Việt Nam trên nhiều trang blog, Facebook và YouTube do chính anh lập ra vào năm 2015. Những bài viết của anh mang thông điệp vận động cho dân chủ đa nguyên, tự do bầu cử, tự do báo chí, phi chính trị hóa quân đội. Anh từng chia sẻ ước vọng của mình. Trong tương lai gần, tôi muốn trở thành một người làm truyền thông thực thụ. Tôi muốn góp sức vào phong trào đấu tranh cho nền dân chủ, tự do báo chí tại Việt Nam. Ước vọng cho một nền dân chủ, cho tự do báo chí là những điều cấm kỵ đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Anh Phan Kim Khánh mới có 23 tuổi và sắp hoàn tất chương trình đại học 5 năm khi anh bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vào ngày 21 tháng 3, 2017. Anh bị tuyên án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế vì bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Lúc mà em mới bị bắt thì hàng ngày công an đến nhà em rất là nhiều ạ. Hay là đêm hôm họ rình mò, rồi là dân làng hàng xóm thì là dị nghị, thì nói anh em, chung là trẻ con thì biết gì mà nói, hoặc là trứng rồi chọi với đá, chung là nhiều lắm ạ. Em sẽ giải thích là anh em không làm gì cả, anh em chỉ có viết báo thôi. Viết báo thì bây giờ tham nhũng, tham ô rất là nhiều, anh em cũng chỉ viết như thế thôi. Em nghĩ là không có gì sai cả. Trong tù, anh phải đối mặt với sự trả đũa từ các giới chức nhà tù vì anh đòi kháng cáo bản án của mình, cũng như phản đối những ngược đãi mà anh và các tù nhân lương tâm khác phải hứng chịu. Anh bị biệt giam, bị không cho điện thoại, gửi thư cho gia đình. Trại giam không cho gia đình gửi đồ ăn cho anh, mà bắt phải mua đồ ăn của căng tin trại giam với giá đắt đỏ. Tình trạng sức khỏe của anh Khánh ngày càng suy yếu vì sự ngược đãi của trại giam. Gia đình anh phải chật vật kiếm sống, kiếm tiền để đi thăm nuôi anh. Tuy nhiên, những nỗ lực đàn áp của hệ thống cầm quyền đã không làm xói mòn ý chí của anh Khánh và gia đình. Bây giờ nó không cho, nếu sắm đồ ăn thì nó không cho mình mang một cái gì của nhà mình đi cả. Coi như là nó bắt đóng tiền vào trong trại và nó mua tiền đồ đắt thôi. Đấy, cứ cân hoa quả chẳng hạn, cân nhãn ở ngoài bây giờ thị trường chỉ 25-30 nghìn, vào trong là cứ phải tầm 40-50 nghìn một cân. Cái gì thế, mua một cái lon nước đáng nghe ngoài mình chỉ 8-10 nghìn, trong là cũng phải 15-17 nghìn một lon. Nếu cứ mấy một lần một chuyến mà đi như thế, gửi vừa tiền gửi vừa tiền xe tiền ăn uống, mà mất nó phải mất tầm 7-7,5 triệu. Thế còn một mình chú đi là cứ phải mất tầm 4-5 triệu, là cả tiền xe cả tiền ăn là cứ phải tầm 5 triệu. Vì em nó ở trong này nó lại không như người khác, nó thương người lắm. Nó bảo ở trong là có mấy anh, là còn đợt nọ là còn có cả mấy anh ở trong Gia Lai ấy, là nó khổ, coi như là có đến hàng nửa năm có gia đình không đến thăm được. Thế là cháu nó phải mua sữa, thuốc, thang, các thứ, nó ốm hàng ngày này. Với lại dầu rửa gội đầu hay là những coi như cái thư trang của mình mà dùng cá nhân của mình dùng hàng ngày này này, không có, cháu nó lại phải bỏ tiền nó mua để nó giúp anh em. Cái thời bây giờ mà làm đúng thì con cứ làm, cô không ngăn cản, vì con chẳng làm gì sai cả. Báo chí tham ô tham nhũng đầy, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp cơ mà. Thế tại sao mà không được, là mình là một con người, cũng là một cái con, một thành viên của một con người, tại sao mình không được làm việc đấy? Mà nó làm, mình đã làm, mình biết làm như thế, nó lại truy chụp mình và là tội. Nó đã kết án con 6 năm, phải 6 năm nó mới thả. Nên là cô con cứ yên chí, cứ ngồi trong, không phải lo gì. Ngoài này bố mẹ còn nhiều người cũng vẫn đồng hành với con. Gia đình giờ ra như gia đình nhà cô chỉ mong muốn là như bố mẹ ở nhà thì là bố mẹ không biết được những cái đường để chạy chữa cho con. Thế bây giờ còn bố mẹ hay tất cả gia đình chỉ mong muốn là các cô chú, những người ở bên hải ngoại quốc tế, các ban ngành ở quốc tế kêu gạo gọi để thả cho sớm, cho cháu sớm ngày nào thì tốt ngày đấy. Với sự nhiệt huyết và bản lãnh, sinh viên tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh đang góp phần đẩy lùi sự sợ hãi mà chế độ công an trị gieo rắc, làm vững chắc thêm phong trào tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền của dân tộc Việt Nam.